chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Kia tiết Honda Edit 125/2022, một cái dòng tay ga mới ra mắt thị trường, sẵn sàng thế chân cho cái chiếc Lead 125. Cái mẫu Honda Elite 125/2022 được tung ra thị trường có mức giá chỉ từ 42 triệu đồng. Số chứng minh thiết kế trẻ trung thể thao và mang rất nhiều cái tiện ích của một cái dòng tay ga đô thị. Cái mẫu tay ga mới Honda Elite 125/2022 được sản xuất là một cái dòng xe hai bánh của Nhật Bản xuất xưởng, đang tạo ra rất nhiều cái sự quan tâm của người yêu những dòng tay ga cỡ nhỏ. Ngay sau khi có mặt trên thị trường, cái ấn phẩm mới đồng này đã được các trang thông tin về xe máy ở bên Thái Lan đánh giá rất tốt về một cái dòng tay ga nhỏ gọn, tính cơ động rất cao, hoàn toàn có thể sánh cạnh cùng với cái dòng tay ga là Honda Elite 125. Trong thực tế thì Honda Elite 125/2022 đã xuất hiện một vài thị trường, và trong năm ngoái thì cái mẫu tay ga cỡ nhỏ là Elite 105 được đánh giá là một trong những cái sản phẩm ăn khách nhất. Cái phiên bản của Elite 125/2022 lần này được hãng Honda sản xuất tại thị trường Brazil với nhiều cái cập nhật về mặt ngoại sắc, đồ họa mặt trước cũng như cái mặt dưới chiếc xe, mang cho mình cái tông màu đen hơn. Với nhiều tính năng hiện đại như cái đèn pha dạng LED, cái bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, cái ngăn chế độ trước, móc treo túi xách, cái sàn để chân phẳng là những cái tính năng nó bật trên cái con xe mới. Cái sự tiện ích của Elite 125/2022 còn được tăng nhờ hơn vào có một cái cốp đựng đồ yên có thể là để vừa nguy hiểm, và yên ngồi với chiều cao chỉ dừng ở mức là 77,2 cm, rất dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên chìa khóa thì vẫn là chìa khóa truyền thống cơ. Về sức mạnh của cái chiếc Elite 125/2022 tiếp tục đến từ cái động cơ xăng đơn OHC dung tích là 124,9 cc, là mát bằng gió cưỡng bức và đi kèm cùng với hệ thống lọc phun xăng tử. Cái có động cơ này cho phép chiếc xe đạt được cái công suất đa là 9,34 mã lực, đi cùng mô men xoắn cực đại là 10,3 Nm, có khả năng tăng tốc rất khá, vận hành trơn mượt và chính xác với một cái bộ hộp số vô cấp CVT. Cái khung cầm xe thì bằng thép, chế phục treo trước cái loại phục ống lòng và cái bàn bánh xe cỡ 12 inch. Phía sau là một cái bộ giảm sóc đơn với cái phần lò xo tùy chỉnh và cái bàn cỡ 10 inch. Bảo đảm an toàn cho xe gồm có một cái bộ phanh đĩa ở trước và phanh tăng chấm ở phía sau. Chiếc xe có hệ thống kiểm soát phanh liên kết CBS giúp phân bổ và cân bằng cái lực phanh tốt hơn. Honda Elite 125/2022 có mức giá bán cũng khá là cạnh tranh. Ở thị trường Brazil thì cái mẫu tay ga này có mức giá niêm yết dừng ở con số 10.120 AS, tương đương khoảng là gần 42 triệu đồng đổi ra tiền Việt Nam. Nếu cái chiếc Elite 125/2022 xuất hiện ở Việt Nam thì các mẫu xe có thể cạnh tranh như là Honda Elite, Leaf và Yamaha Grande. Cảm ơn các bạn đã giải đáp này, hãy để chi tiết nhớ like, subscribe.